các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, Safidin, người kế vị lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, đã ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc vào ngày 3 tháng 10. Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Israel, ngày 4 tháng 10, quốc gia này nhận định rằng Hassan Safidin, một giáo sĩ Hồi giáo Sia Liban, được coi là người kế vị lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Peru. Đài phát thanh công cộng Khan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, Safedin đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 3 tháng 10 bằng bom xuyên bong kè nhằm mục tiêu cụ thể vào ông. Các quan chức này cho rằng khó có khả năng Safedin sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, Cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của Safedin. Safedin 60 tuổi là em họ của Nasrallah và được coi là sẽ kế nhiệm Nasrallah làm lãnh đạo đảng chính trị và nhóm vũ trang Liên bang này sau khi Nasrallah thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó của Israel ở Beirut. Israel thực hiện vụ tấn công trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut và đang đánh giá thiệt hại. Thông tin được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công vào các nhân vật cấp cao, nhưng đại giáo chủ Iran tuyên bố là phản tác dụng. Israel đã tính toán các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran hôm 1 tháng 10. Cuộc không kích vào Beirut được cho là nhằm vào ông Hashem Safedin, người được tin là sẽ kế nhiệm nhà lãnh đạo Hezbollah, CS Hassan Nasrallah, nhân vật đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel cách đây một tuần. Trang tin Axios dẫn lời ba quan chức Israel cho biết ông Safedin trở thành mục tiêu của Israel trong cuộc tấn công vào hầm ngầm ở Beirut trong đêm ngày 4 tháng 10. Số phận của ông Hashem Safedin vẫn chưa rõ ràng khi cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra đều chưa đưa ra khẳng định nào. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt ông Mohammed Rashi Sakafi, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hezbollah. Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nếu là Israel, ông sẽ cân nhắc phương án tấn công các mỏ dầu của Iran. Ông cũng nói rằng Israel vẫn chưa đưa ra kết luận về cách đáp trả Iran. Tổng thống Biden nhận được câu hỏi tại cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng liệu ông có nghĩ bằng cách từ chối ngoại giao, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố gắng tác động vào cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11 hay không. Ông Biden nói rằng không biết liệu ông Benjamin Netanyahu có cố gắng tác động đến cuộc bầu cử hay không, nhưng Tổng thống Biden không trông đợi vào điều đó. Không có chính quyền nào làm nhiều hơn ông Biden để giúp Israel. Chính phủ Liban Bằng cho biết hơn 2.000 người nước này đã thiệt mạng trong năm qua, hầu hết tập trung vào hai tuần gần đây nhất. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric nói rằng con số đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ Liban Bằng cáo buộc Israel nhắm vào dân thường, khiến vài chục phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Israel khẳng định họ chỉ tấn công năng lực quân sự và đã thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Israel cáo buộc Hezbollah và Hamas ẩn náu trong dân thường. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei vừa tuyên bố trước đám đông ở Tehran rằng Iran và các đồng minh trong khu vực sẽ không lùi bước. Các đối thủ của Israel trong khu vực nên tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của mình và chống lại kẻ thù hung hãng. Ông Khamenei phát biểu trong lần xuất hiện hiếm thấy ngày 4 tháng 10 hãng tin iran snn dẫn lời phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo ali fadavi cho biết nếu israel tấn công nước này tehran sẽ nhắm vào các cơ sở năng lượng và khí đốt của israel đại giáo chủ khamenei cho biết các vụ ám sát của israel sẽ chỉ thúc đẩy thêm nhiều cuộc tấn công nhà lãnh đạo iran nói mỗi cuộc tấn công do bất kỳ nhóm nào thực hiện chống lại israel đều là phụng sự cho khu vực và cho toàn thể nhân loại và cho biết thêm rằng afghanistan nên tham gia phòng thủ Ngày 3 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, gây ra những đám cháy lớn ngăn cản các đội phòng vệ dân sự tiếp cận khu vực. Kênh truyền hình al Jadid của Liban đánh giá những đợt tấn công mới của Israel thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó, từng khiến một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah là Sayyid Hassan Nasrallah thiệt mạng. Cũng trong ngày mùng 3 tháng 10, một nguồn tin thân cận với Hezbollah ghi nhận Israel đã tiến hành 11 đợt không kích liên tiếp vào thành trì phía nam Beirut của lực lượng này. Những cuộc oanh kích dữ dội đến mức còi báo động ô tô tự kêu, trong khi các tòa nhà ở Beirut và vùng ngoại ô bị rung chuyển. Bộ Y tế Liban cùng ngày cho biết 37 người đã thiệt mạng và 151 người bị thương trong những đợt không kích của Israel và Liban trong 24 giờ qua. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã tấn công vào trụ sở tình báo của Hezbollah tại thủ đô Beirut. Tuần này, lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu các cuộc đột kích trên bộ vào một số khu vực ở miền nam Liban, một cứ điểm của Hezbollah sau nhiều ngày ném bom dữ dội vào các khu vực trên khắp Liban. Hezbollah cho biết 17 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 10 giờ tại làng ADC và Kakila ở khu vực biên giới trong ngày 3 tháng 10. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 28 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong 24 giờ qua tại Liban trong bối cảnh giao tranh leo thang. Phát biểu tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nhiều nhân viên y tế không báo cáo nhiệm vụ vì họ đã phải rời khỏi khu vực do bị ném bom. Điều này đang hạn chế nghiêm trọng trong hoạt động điều trị cho người bị thương và tính liên tục của các dịch vụ y tế. Ông cho biết thêm, WHO không thể chuyển một lô hàng điều trị vết thương và vật tư y tế lớn tới Liban vào ngày 4 tháng 10 như kế hoạch do các hạn chế về chuyến bay. Quân đội Israel thông tin rằng các máy bay chiến đấu của họ đã thực hiện cuộc tấn công ngày 3 tháng 10 trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh nội bộ của Israel, hay còn gọi là Bet. Cơ quan y tế Palestine cho biết, ngày 3 tháng 10, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Tukarem ở bờ Tây. Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, trại tị nạn Tukarem là nơi sinh sống của hơn 21.000 người sống trong một khu vực chỉ rộng 0,18 km vuông. Theo quân đội Israel, họ đã nhắm mục tiêu vào người đứng đầu cơ sở hạ tầng của Hamas ở Tunkarim. Được biết, cuộc không kích đã được thực hiện bằng một máy bay chiến đấu F-16. Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ tấn công vào trại tị nạn là tội ác tay đình chống lại dân thường. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Wafa chia sẻ, Bộ trưởng Thông tin Palestine Nabil Abu Rudeine cho biết vụ tấn công này là một phần của mô hình diệt chủng rộng lớn hơn đối với người dân Palestine ở cả bờ tây và dài gaza. Các cuộc đột kích và tấn công của quân đội Israel đã gia tăng trên khắp bờ Tây kể từ khi Israel phát động cuộc chiến ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Theo thống kê của Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc, từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 9 năm 2024, 695 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây. Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết phần lớn người dân thiệt mạng do quân đội Israel, trong khi nhiều người đã bị những người định cư Israel sát hại. Hơn 41.700 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và giải Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái. Trong những tuần gần đây, Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Liban. Hàng trăm nghìn người đã phải di rời do Israel liên tục ném bom vào đất nước này, trong khi hàng nghìn người đã thiệt mạng và bị thương. Không ngoài dự báo của giới phân tích, chiến dịch tấn công bộ binh của Israel và Liban đang phải trả giá đắt về cả nhân lực và khí tài. Theo đó, chỉ trong một ngày tác chiến, quân đội Israel đã mất tới 8 binh sĩ, trong khi hậu phương tiếp tục phải hứng chịu thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội từ lực lượng đối địch. Thông báo chính thức tối ngày 2 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel xác nhận các đơn vị tiên phong chiến dịch tấn công bộ binh vào phía nam Liban đã mất tới 8 quân nhân, trong đó có 3 sĩ quan mang hàm đại úy, chỉ trong một ngày đụng độ với các tay súng Hezbollah. Đây là tổn thất nặng nề nhất với lực lượng phòng vệ Israel kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới, bắt đầu gần một năm qua với phong trào Hezbollah. Không chỉ có vậy, lực lượng phòng vệ Israel còn được cho là có thể mất thêm 3 xe tăng hiện đại Merkava trong một cuộc giao tranh với Hezbollah. Lực lượng Hezbollah tối ngày 2 tháng 10 tuyên bố đã phá hủy 3 xe tăng Merkava bằng rocket khi các thiết giáp hạng nặng này đang tiến về phía làng Maruun Andras, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah. Một số nguồn tin Ả Rập khẳng định Thông tin của Hezbollah là đáng tin cậy, trong khi quân đội Israel chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Hezbollah đã phóng tới 240 quả tên lửa tấn công vào khu vực phía bắc Israel trong ngày 2 tháng 10, đánh dấu một trong những ngày nhóm vũ trang đối địch bắn phá dữ dội nhất vào Israel. Trong đó, cuộc tập kích ác liệt nhất ghi nhận diễn ra vào tối ngày 2 tháng 10 với khoảng 70 quả tên lửa được phóng đi từ miền nam Liban tấn công khu vực Tây Galilee. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định các cuộc tập kích của Hezbollah không ra thương vong nhưng khiến còi báo động liên tục vang lên tại hàng loạt khu dân cư dọc biên giới. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati tối qua cáo buộc các cuộc tấn công của Israel vào Liban đã khiến 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Mikati kêu gọi lập tức thực thi lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah, chấm dứt đổ máu và tàn phá đất nước Liban. Người đứng đầu chính phủ Liban bày tỏ hy vọng có thể triển khai 10.000 binh sĩ tới các khu vực phía nam đất nước trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn. Một tuần sau khi phát động chiến dịch không kích dữ dội chưa từng có mang mật danh Mũi tên phương Bắc vào Liban, từ sáng sớm ngày 23 tháng 9 đến đêm ngày 30 tháng 9, quân đội Israel bắt đầu triển khai bộ binh tấn công vào khu vực phía nam Liban để thực hiện hóa mục tiêu phá hủy các cơ sở của Hezbollah, qua đó tái lập an ninh và đưa hàng chục nghìn cư dân khỏi khu vực biên giới phía bắc Israel trở về nhà. Chiến dịch tấn công đã vấp phải làn sóng phản đối và lên án mạnh mẽ của chính phủ Liban, các quốc gia khu vực và dư luận quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 10 cho biết ông không ủng hộ Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, Mỹ cùng các đồng minh đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Iran sau khi nước này phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel. Phát biểu với báo giới ngày 2 tháng 10, Tổng thống Biden đã bác khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm tới các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Tổng thống Biden cho biết các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran vào ngày 1 tháng 10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Tổng thống Biden cũng cho biết ông hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Iran ngày 1 tháng 10 đã phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel và hành động này diễn ra không lâu sau khi Mỹ cảnh báo Israel về một cuộc tấn công của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jess Levin đã gọi hành động của Iran là một leo thang đáng kể, mặc dù cuộc tấn công đã bị đánh bại và không hiệu quả. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran được thực hiện sau gần một năm diễn ra xung đột giữa Hezbollah và các lực lượng Israel dọc biên giới giữa Israel và Liban. Cuộc xung đột này diễn ra song song với cuộc xung đột ở Gaza và đã khiến Hezbollah suy yếu sau khi Israel phá hủy hầu hết các cơ sở chỉ huy của nhóm này trong tháng qua. Tí tối ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa tầm xa tấn công vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm, Iran tập kích tên lửa quy mô lớn trực tiếp vào Israel, đánh dấu bước đối đầu mới đáng lo ngại giữa hai cường quốc quân sự tại khu vực cuộc tấn công vào Israel bắt đầu khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10 giờ địa phương. Ngay sau thông báo xác nhận, cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF coi báo động vang lên tại hàng loạt thành phố và khu dân cư trên khắp Israel. Quân đội Israel tuyên bố đóng cửa không phận và yêu cầu các chuyến bay đến Israel đổi hướng. Đài phát thanh Israel cho biết, hơn 250 quả tên lửa được phóng đi từ Iran, tấn công nhiều khu vực khác nhau ở Israel, trong đó có một số căn cứ quân sự. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10, quân đội Israel thông báo mối đe dọa tấn công từ Iran đã kết thúc và người dân nước này có thể ra khỏi nơi trụ ẩn. Không phận Israel được mở cửa trở lại và hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv được khôi phục. Thông tin ban đầu cho biết có hai người ở khu vực Tel Aviv bị thương, một tòa nhà ở phía bắc Tel Aviv trúng tên lửa và bị hư hại nặng. Ngay sau cuộc tấn công, nội các an ninh Israel đã tiến hành họp khẩn, bàn biện pháp đối phó, trong khi Hội đồng Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel cũng tiến hành họp đánh giá hậu quả cuộc tập kích. Kênh số 13 của Israel cho biết quân đội nước này sẽ căn cứ kết quả đánh giá hậu quả của tấn công để đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng. Trong khi đó, đài phát thanh Israel khẳng định đòn giáng trả của nước này với cuộc tấn công của Iran sẽ khác biệt. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng biện pháp đáp trả sẽ được tính toán kỹ càng để đảm bảo không làm bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tại Iran, vệ binh cách mạng hồi giáo nước này, IRGC ra thông báo xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích với hơn 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel. Đợt tập kích kéo dài trong nửa giờ, nhắm mục tiêu là các cơ sở quân sự trọng yếu tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng. IRGC khẳng định cuộc tấn công là hành động tự vệ chính đáng của Iran theo pháp luật được tiến hành theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao và nhận được sự ủng hộ của quân đội Iran nhằm đáp trả việc Israel sát hại thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Ismail Haniyeh, tổng thư ký phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah và chuẩn tướng Abbas Niforosan của IRGC. IRGC cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 sẽ bị giáng trả với cuộc tấn công có quy mô và mức tàn phá khủng khiếp hơn. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và Ủy ban An ninh Quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 của Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Đánh giá về hiệu quả của cuộc tấn công, đã có hơn 80 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng các mục tiêu tại Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm 2024, Iran tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn, tấn công trực tiếp vào Israel. Trước đó đêm ngày 13 tháng 4, Iran cũng phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 10, khiến 7 vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran đã thông báo với Mỹ rằng Tehran không muốn leo thang chiến sự với Israel. Phản ứng với cuộc tập kích của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10, giới chức Iraq và Jordani đã quyết định đóng cửa không phận để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen ra tuyên bố khẳng định tấn công trực diện vào Israel là biện pháp hiệu quả duy nhất để ngăn chặn Israel tàn sát người Palestine. Nhóm vũ trang lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ Mỹ tại Iraq nếu Washington hỗ trợ Israel tấn công Iran. Trong một diễn biến đang chú ý, cảnh sát Israel đêm mùng 1 tháng 10 thông báo 8 người bị bắn thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở thành phố Jaffa. Lực lượng an ninh Israel đã tiêu diệt hai nghi phạm, tuy nhiên thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, bộ binh nước này đã bắt đầu các cuộc đột kích giới hạn, được khoanh vùng nhắm vào các mục tiêu và hạ tầng của phong trào Hezbollah ở một số ngôi làng phía nam Liban. Những ngôi làng này được Hezbollah sử dụng để tạo ra mối uy hiếp đối với các cộng đồng dân cư tại Israel. Các cuộc tấn công được bắt đầu từ giữa đêm 30 tháng 9, ngay sau khi nội các an ninh Israel nhóm họp và phê chuẩn kế hoạch tác chiến mới tại mặt trận phía Bắc. Hoạt động tấn công bộ binh được tiến hành cùng với các cuộc không kích yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh. Quân đội Israel không đề cập thời gian và quy mô cụ thể của chiến dịch. Song cho biết, Công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đã được tiến hành trong nhiều tháng. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định chiến dịch tấn công vào Liban sẽ được tiến hành song song với hoạt động tác chiến tại giải Gaza. Theo các báo cáo, ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, quân đội Liban đã rút lui để lại nhóm Hezbollah một mình đối mặt với lực lượng phòng vệ Israel. Một quan chức quân đội Liban giấu tên nói với NPR rằng đây là một luân chuyển từ các vị trí tiền tuyến dễ bị Israel tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định các cuộc tấn công được hạn chế cả về quy mô và thời gian, và Israel không có ý định chiếm đóng Liban lâu dài. Kế hoạch tác chiến vào Liban đã được nội các An ninh Israel phê duyệt trong cuộc họp đặc biệt. Mục tiêu hướng tới là khôi phục an ninh và đưa cư dân khu vực biên giới phía bắc Israel được trở về nhà. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn một tuyên bố của Hezbollah cho biết các tay súng của lực lượng này đã đẩy lùi một cuộc đột kích của bộ binh Israel tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc giao tranh không được tiết lộ. Trước đó trong đêm 30 tháng 9, các nguồn tin Liban xác nhận, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích và không kích dữ dội vào một số ngôi làng gần biên giới, dường như để chuẩn bị cho cuộc tấn công bộ binh vào Liban. Israel cho biết, họ sẽ tiếp tục nhắm vào Hezbollah cho đến khi người dân Israel có thể an toàn trở về nhà ở miền Bắc Israel, nơi gần biên giới Liban. Phó thủ lĩnh của Hezbollah, Nam Kasem, phát biểu trên truyền hình rằng, lực lượng đã sẵn sàng cho cuộc giao tranh trên bộ. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 quan ngại về việc thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, điều có thể dẫn tới xung đột toàn Trung Đông. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, ông Philomen Yang, đã kêu gọi Israel phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban khẩn trương hướng tới lệnh ngừng bắn. Trong bài phát biểu kết thúc phiên họp trung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Philemon Yang đã bày tỏ quan ngại về việc thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, điều có thể dẫn tới xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Ông Friedman Yang nhấn mạnh cần ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực vốn đã bất ổn này. Chủ tịch Giang cũng kêu gọi các nước có tầm ảnh hưởng gây sức ép lớn hơn với các bên để sớm đi đến đối thoại và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho rằng các nước đang cung cấp vũ khí cho khu vực Trung Đông cần từ bỏ ngay hành động này để tạo cơ hội cho hòa bình. Khi nhấn mạnh đàm phán và giải pháp ngoại giao được ưu tiên hơn hành động quân sự, Ông viện dẫn hiến trương Liên Hợp Quốc về thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và nghiêm cấm sử dụng vũ lực nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế. Trong ngày cuối cùng của phiên họp chung, nhiều diễn giả cũng đã kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở giải Gaza và Liban, cũng như chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Syria Basam Sabat lên án hành động quân sự nhằm vào người dân Palestine ở Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nicaragua cảnh báo thế giới đang đi trạch hướng hòa bình. Sáng ngày mùng 1 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố chính thức mở chiến dịch tấn công trên bộ có giới hạn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Thượng nghị sĩ Mark Kelly, chủ tịch tiểu ban không bộ của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài MBC News tiết lộ, Israel đã sử dụng bom MK-84 nặng 2.000 pound, tương đương 907 kg, để tiêu diệt thủ lĩnh của Hezbollah. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ tiết lộ về loại vũ khí mà Israel sử dụng. Thượng nghị sĩ Kelly nói, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng loại bom dẫn đường Jedam ngày càng tăng và chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp những vũ khí này. Jedam là viết tắt của Joint Direct Attack Munition, tức là bom tấn công trực diện phối hợp. Đây là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi, Bộ điều khiển quỹ đạo của bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS làm tăng độ chính xác cho bom. Rơ sử dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động. Ông nói quả bom nặng 2.000 pound được sử dụng để tiêu diệt Nasrallah là loại bom Mk84 hay Mk84. Bom GBU-31 Jeram được Mỹ nghiên cứu, chuyển đổi từ MK-84, được liên quân sử dụng lần đầu tiên cho cuộc chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1990. Bom GBU-31 Jeram có thể ném từ độ cao 8 đến 24 km. Không đòi hỏi phi công phải hạ thấp máy bay để tìm mục tiêu, nên phi công có thể thả bom từ độ cao an toàn. Reuters cho biết, quân đội Israel chỉ thông báo họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah trong một cuộc không kích, nhưng từ chối bình luận về loại vũ khí được sử dụng. Lầu Năm Góc cũng không bình luận về phát biểu của Thượng nghị sĩ Kelly. Jadam có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi có thể chuyển đổi bom không điều khiển thành vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ là đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Ông Kelly cho biết việc Israel giết chết Nasrallah đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Theo báo Wall Street Journal, một số người thảo tin về vụ việc cho biết không quân Israel đã sử dụng tổng cộng khoảng 80 tấn bom để tấn công Bangke, nơi ông Nasrallah dùng làm trụ sở ngầm. Một sĩ quan cấp cao của Israel cho biết, cuộc tấn công tạo nên một loạt vụ nổ dây chuyền để xuyên thủng hầm ngầm. Thiếu tướng Daniel Hagari, nghiệp phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel hôm 29 tháng 9 cho biết, trong cuộc không kích hôm 27 tháng 9, hơn 20 thành viên Hezbollah các cấp độ khác nhau có mặt tại trụ sở ngầm ở Beirut cũng bị tiêu diệt cùng thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Trong đó có người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh của ông Nasrallah là Ibrahim Hussein Jazini. Một nhiếp ảnh gia của AFP có mặt tại hiện trường cho biết, vụ không kích của Israel đã để lại một miệng núi lửa có đường kính lên tới 5 mét. AFP dẫn lời ông James Dorsey, một chuyên gia về tình hình Trung Đông, nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, vụ không kích này thể hiện một cuộc chiến tình báo rất phức tạp. Vào ngày 28 tháng 9, theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel đưa ra tuyên bố mới nhất cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah người Liban Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích. Israel vẫn chưa bình luận về loại bom hoặc số lượng bom được sử dụng. Theo NBC News, phạm vi vụ nổ lớn hơn một khu phố trong nội thành. Richard Wynn, nhà nghiên cứu của Human Rights Watch, tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng vụ nổ có thể là do một quả bom xuyên phá nặng 2.000 pound do Mỹ sản xuất hiện có trong kho vũ khí của quân đội Israel, loại chuyên dùng để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất gây ra. Thứ vũ khí có đặc điểm này là bom MK-84. Phát ngôn viên quân đội Israel đã đưa ra tuyên bố mới nhất và từ chối bình luận về việc bom MK-84 do Mỹ sản xuất được sử dụng để tấn công thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Liban. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng kể từ khi bùng nổ vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã vận chuyển ít nhất 14.000 quả bom MK-84, cũng như một số lượng lớn bom loại 500 pound, khoảng 227 kg và tên lửa không đối đất Hellfire dẫn đường chính xác tới Israel. Người phát ngôn quân đội Israel đưa ra tuyên bố mới nhất từ chối tiết lộ cách thức tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, Liban Nasrallah, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó đã được xác nhận. Người phát ngôn cho biết khi quân đội Israel tiến hành cuộc không kích vào trụ sở của Hezbollah ở Beirut vào ngày 27 tháng 9, Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã có mặt tại trụ sở ngầm. Khi được hỏi về khả năng tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ và Liban, người phát ngôn nói lấp lửng Chúng tôi có nhiều loại công cụ và sẵn sàng sử dụng chúng. Đầu tiên, Israel cho nổ các mảnh nhắn tin vào bộ đàm nhằm vào Hezbollah ở Liban, sau đó tiến hành các cuộc không kích và bây giờ bắt đầu tấn công các thủ lĩnh cao nhất của tổ chức này. Mới đây, quân đội Israel cũng đã triển khai xe tăng và xe bọc thép tới khu vực biên giới phía Bắc. Điều này liệu có nghĩa là một cuộc tấn công mặt đất sắp xảy ra? Các chuyên gia vấn đề Trung Đông cho rằng vụ nổ quy mô lớn của máy nhắn tin và bộ đàm, cũng như các cuộc không kích tiếp theo do quân đội Israel tiến hành, đã gây ra thiệt hại tương đối lớn cho Hezbollah ở Liban, vì nhiều chiến binh Hezbollah ở Liban đã thiệt mạng hoặc bị thương. Vấn đề tiếp theo là hệ thống thông tin liên lạc đã bị hư hỏng ở một mức độ nhất định. Việc tập hợp quân và ban hành lệnh chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Không lại trừ khả năng các cuộc tấn công trước đó đã mở đường cho các cuộc tấn công chuyên bộ tiếp theo mà Israel có thể tiến hành. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình xung đột tại Trung Đông, sau khi nhà lãnh đạo Syed Hassan Nasrallah thiệt mạng, Hezbollah đang phải đối mặt với thách thức to lớn trong việc ngăn chặn kẻ thù không đội trời chung Israel xâm nhập vào hàng ngũ của mình. Một nguồn tin quen thuộc Israel chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Israel đã dành 20 năm cho nỗ lực theo dõi Hezbollah và có thể tấn công ông Nasrallah bất kỳ khi nào họ muốn, kể cả tại trụ sở chính. Hai quan chức Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng thân cận của ông cho phép thực hiện vụ tấn công trong khi ông Netanyahu đang ở New York để có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Nasrallah tránh xuất hiện công khai kể từ cuộc chiến năm 2006. Theo một nguồn tin quen thuộc với việc bảo vệ lãnh đạo, ông Nasrallah từ lâu vô cùng cảnh giác, hạn chế việc di chuyển và rất ít người được gặp. Nguồn tin cho biết vụ ám sát là kết quả của việc nhóm thân cận với ông Nasrallah bị người của Israel xâm nhập. Nhà lãnh đạo Hezbollah trở nên thận trọng hơn nhiều kể từ vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin một nguồn tin an ninh nắm được nội tình cho biết, vì lo sợ Israel ám sát, ông Nasrallah không dự đám tang các chỉ huy cấp cao Hezbollah và chỉ gửi bài phát biểu ghi hình để phát sóng vài ngày trước. Israel tuyên bố đã tấn công ông Nasrallah bằng cách thả bom xuống trụ sở ngầm của Hezbollah dưới tòa nhà dân cư phía nam thủ đô Beirut. Magnus Ranstop, chuyên gia kỳ cựu về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển, cho rằng đây là một đòn giáng nặng nề và thất bại về tình báo đối với Hezbollah. Theo ông Randstop, Israel biết rằng ông Nasrallah đang họp với các chỉ huy khác và họ đã tấn công ông ấy. Trung tá Nadav Sosani, người phát ngôn quân đội Israel, trả lời báo chí rằng quân đội Israel nắm được thông tin thời gian thực về việc ông Nasrallah và các lãnh đạo đang họp, nhưng không tiết lộ bằng cách nào Israel biết điều này. Chuẩn tướng Ami Levin, chỉ huy căn cứ không quân Hazerim của Israel, thông tin với các phóng viên là hàng chục quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trong vòng vài giây. Ông Levin cho biết chiến dịch này rất phức tạp và đã được lên kế hoạch từ lâu. Sau thông tin ông Nasrallah thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng gọi việc ám sát ông Nasrallah là hành động công lý cho nhiều nạn nhân của nhân vật này, đồng thời khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các nhóm được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết tất cả các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông đều sẽ hợp sức ủng hộ phong trào Hezbollah và Israel sẽ phải hối tiếc vì những động thái của họ ở Liban ông tuyên bố toàn bộ mặt trận kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía hezbollah và ủng hộ họ theo ông khamenei mặt trận kháng chiến sẽ quyết định tương lai của khu vực trung đông với hezbollah đang ở tuyến đầu